Kính thưa quý vị, hiện tại Tiến Dũng đang trong một cái kho gạo rất là đặc biệt, đó là ST25 gạo Sóc Trăng. Quý vị biết không, đang đi trong cái đây đó thì mình bị choáng ngợp bởi những hình ảnh gạo mà nó đầy hết trơn rồi, và đặc biệt nhất quý vị là nó là mùi thơm của gạo. Và ngày hôm nay cũng rất là hân hạnh được lời mời của anh Phương là chủ cái kho gạo này, cũng như là sự giới thiệu của anh Tuấn Châu á. Dạ vâng, thì anh nói đến đây để mà tham quan, thì mình thấy rằng cái gì ở người Việt Nam mình á, cho dù sống ở bất kỳ đâu thì phải gắn liền với cái hộp gạo với cơm. Và ngày trước á, người ta nói là gì, ăn gạo ăn cơm á, ăn cơm chỉ để là no thôi, nhưng mà khi mà cuộc sống nó đỡ hơn rồi thì là cái gì, không phải ăn để mà no nữa mà là ăn ngon. Thì nhân cơ hội này, Tiến Dũng muốn giới thiệu với quý vị một cái loại gạo mới ở trên thị trường Mỹ, và cũng rất là nhiều tiếng vang tốt trong thời gian qua, đó là gạo Sóc Trăng ST25. Và bây giờ Tiến Dũng xin kính mời quý vị cùng theo chân Tiến Dũng để gặp gỡ anh Phương để mình tìm hiểu về cái kho gạo này cũng như là sự đặc thù của gạo ST25 quý vị nha. Và xin kính mời. Ở đây lần đầu tiên Tiến Dũng vô cái kho gạo Sóc Trăng quá lớn. Vô đây thì đầu tiên cái cảm giác là gì, cái mùi thơm của gạo. Cái kho này không biết bao nhiêu. Wow, ôi ôi, gạo Sóc Trăng T25, ST25. Ngày hôm nay có anh Tuấn Châu đến chơi nữa. Cảm ơn quý vị. Giờ đây là anh Phương và anh Tuấn Châu đang đứng ở trong cái kho rất là lớn gạo Sóc Trăng ở đây, và bây giờ mình tìm hiểu đôi nét về cái gạo Sóc Trăng nha. Chào anh Phương, anh giới thiệu sơ nét về cái kho hàng gạo này thưa À, thì cái kho này, chào anh Dũng và cả nhà. Cái kho này thì nó nằm tại thành phố Santa Ana. Gạo này là gạo Sóc Trăng ST25 mà tháng 11 năm 2019 được hạng nhất thế giới đó. Dạ, gạo này của Việt Nam. Cái sự phân phối của anh như thế nào anh hiện tại vậy? Hiện tại giờ thì mình chỉ bán sỉ thôi, mình bán sỉ cho mấy cái đơn vị mà đại lý, thì họ sẽ cung cấp xuống cho đại lý cấp 2 hoặc là họ mang đến cho người tiêu dùng. Thì hiện giờ thì cũng có nhiều đại lý của mấy cái tiểu bang khác, nhưng mà ở đây thì cái kho này nằm tại Orange County của quận Cam. Về đặc điểm của gạo này thì nó như thế nào anh? Gạo này thì nói chung ra gạo này một khi mình nấu á, mình nói cách nấu đi, thì ăn lên á, gạo này nó dẻo dai, cái vị nó thanh ngọt, thì nó cũng có mùi thơm và thơm nhẹ, cái mùi thơm là lá dứa cốm non á, nhẹ. Vậy đó. Thì cái đặc điểm cái gạo này á, gạo này trồng ở trên vùng nước lợ đó anh. Ở miền Tây mình nó có ba vùng để mà trồng gạo này, là gọi là chiến lược, đó là Sóc Trăng, Cà Mau và Bạc Liêu. Bởi vì á, những cái vùng đó là đất phèn mặn, trong khi đó là trồng cái nước lợ đó, anh biết nước lợ, nước ba chè đó, là nửa nửa mặn nửa ngọt đó. Thì giống kỹ sư mà bên Việt Nam của ông Hồ Văn Cô đó, ổng đã lai tạo giống này trên 20 năm rồi. Thì năm 2017 á, ST24 được hạng 3 thế giới là tổ chức tại Macau. Đến năm 2019 á, ST25 hạng nhất và ST24 hạng nhì, tổ chức tại Philippines. Thì cái gạo này á, phải nói là trồng trên vùng nước lợ thì nó mới đủ phẩm chất của nó, là cái chất lượng của nó tốt. Còn nếu mà trồng trên vùng nước ngọt á, thì nó ăn hơi lạc, nó chỉ được 60% của cái loại SC25 trồng trên nước ngọt, hơi nước lợ đó anh. Như vậy thì gạo này mình nhập trực tiếp và đã được đóng gói bên Việt Nam không hay là như thế nào thưa anh? Dạ đúng rồi anh, nếu mà mình muốn xuất qua Mỹ này không phải là một cách đơn giản, tại vì mình phải có thủ tục chẳng hạn như là FDA approval của cơ quan Hoa Kỳ, và ở bên Việt Nam cũng phải có FDA để mà họ mới cho xuất qua bên Mỹ được. Với hơn nữa mình phải có cái giấy mà ghi là bộ chứng từ, gọi là certificate origin đó, có nghĩa là bộ chứng từ gốc mà xuất xứ từ đâu, thì mình mới nhập được vào Hoa Kỳ. À, bây giờ anh dẫn một vòng đi coi cái kho này, trời vô đây mùi thơm bát ngát luôn. Cái này thì mình tạm thời mình check lên làm ba chồng, tại bữa hổm về tới 50 container đó, cho nên mình tạm thời check lên thì anh đi. Trời ơi,
Wow. Anh để trong một cái kho như vậy á, nó có cần phải nhiệt độ như thế nào không anh? Dạ, thì cái kho này nói chung là tương đối nó độ lạnh nó rất là tốt. Dạ. Dạ. Tại vì cái mùa này á, ban đêm nó cũng lạnh đó anh. Dạ. Mình cũng tăng cường thêm máy lạnh. À, về bao bì thì sao anh, nó cái trọng lượng như thế nào, nó có khác nhau hay là nó giống nhau? À, bao bì thì mình có 3 loại anh, loại 15 pound, loại 25 pound và loại 50 pound. Dạ. Dạ. Và hiện tại bây giờ bên Mỹ này thì thị trường của anh như thế nào rồi? À, cũng khá tốt đó anh. Dạ. Yeah. Cũng người tiêu dùng cũng biết rất nhiều, tại vì đâu phải là lần đầu tiên mình nhập qua trong kho này. Mình đã vô thị trường Mỹ này hồi tháng 9 năm 2020. Đó, từ năm 2020 lận. Dạ, cho tới ngày hôm nay. Dạ. Oh wow. Thì đi cũng số lượng cũng rất là lớn, người tiêu dùng ăn cũng rất là nhiều rồi. Dạ. Yeah. Gần như các tiểu bang là anh có đại lý phân phối đó không hay như thế nào? Ở Florida thì có chị Lê Hằng thì đại lý độc quyền. Dạ. Thì những cái tiểu bang khác thì cũng có nhiều đại lý, nhưng mà mình cũng đang tìm đại lý để độc quyền ở đó nó khỏe hơn. Bởi vì họ control được cái thị trường ở khúc đó. Dạ. Chứ còn bây giờ thì cũng có nhiều đại lý họ lấy thôi, nhưng mà họ chưa có ký độc quyền. Dạ. Thì mình cần cái đại lý độc quyền hơn, tại vì họ phân phối được những cái đại lý cấp 2. Dạ. Vậy này nó theo một cái system nó khỏe hơn. Có nghĩa là cho dù ở tiểu bang nào đi nữa, nhưng mà đây là cái headquarter của anh đúng không? Đúng rồi. Dạ, đây là cái headquarter của Vương Tắc. Dạ. Wow. Quá trời, quá đất luôn. Anh đi lượn lượn đi. Dạ rồi. Gạo Sóc Trăng thì chỉ có gạo không, hay là có cái sản phẩm nếp hay là như thế nào không? Anh có phong phú không? Không anh, ở đây mình chỉ làm duy nhất gạo Sóc Trăng SC25 thôi anh. Yeah. Bởi vì gạo này dù sao nữa cũng là lần đầu tiên Việt Nam được hạng nhất thế giới năm 2019 đó. Dạ. Yeah. Yeah. Thì đó là cũng niềm hãnh diện của người nông dân mình. Mm-hmm. Thì mình cố gắng mình làm được cái gì đó giúp một bàn tay cho người nông dân thôi. Yeah. Tại vì người tiêu dùng ăn gạo của Thái Lan thì trực tiếp giúp cho người nông dân của Thái Lan. Yeah. Thì thôi bây giờ mình cũng ủng hộ cái gạo Việt Nam mình là mình giúp cho người nông dân Việt Nam mình cải thiện được cuộc sống. Yeah. Nếu mà gạo này mà nhập được qua nước Mỹ thì dù sao nữa cái giá thành kinh tế của cái gạo này á, được tăng cao lên thì đời sống của nền nông dân được cải thiện. Thay vì họ phải bán qua thị trường Trung Quốc này kia, giá thành nó thấp như vậy đó. Thì nói chung ra xin mọi người là tiếp một bàn tay, giống như là mình ăn cái sản phẩm này chẳng qua là đó là thương hiệu của Việt Nam. Yeah. Mà trực tiếp là mình giúp cái người nông dân người Việt Nam mình, thay vì mình giúp cho người nông dân của Thái Lan. Ừ. Như anh nói là anh nhập qua từ năm 2000 lận. Và trời, dĩ nhiên khi đó bên thị trường ở bên đây là gạo Thái Lan nó gần như là nó chiếm ưu thế ở đây. Yeah. Và nếu vậy thì tại sao anh mạo mùa anh dám quyết định là anh mang cái gạo thương hiệu Việt Nam mà qua bên đây vậy? Ồ, cái đó cũng cái duyên anh. Thứ nhất là anh hỏi câu hỏi rất là hay. Làm như cái nghiệp nó đưa đến hay cái duyên không hiểu. Tại vì mình cũng có đi về Sóc Trăng đó. Yeah. Thì cũng tình cờ cũng ngồi gặp những người nông dân. Mình cũng đã ăn gạo này rồi. Yeah. Thì lúc đầu mình cũng tưởng là gạo Thái Lan. Mà ăn ngon quá, nó dẻo, nó dai, mà nó vị thanh nó rất ngon. Thì được nông dân nói là đó là gạo của Việt Nam mình tại Sóc Trăng mà đi thi hạng nhất thế giới năm 2019. Yeah. Thì nói anh Phương có cách nào mà đem qua Mỹ được hay không? Tại vì nếu mà đem qua Mỹ được thì vậy đó. Uh-huh. Phương Vương nó bắt đầu Phương cũng hứa. Yeah. Mình làm người mình hứa thì cũng phải làm, nhưng mà trời lúc đó cũng mệt, là không có biết đường đi anh, tại giờ mình đâu có biết bao nhiêu giấy tờ thủ tục ha, nhất còn qua Mỹ nữa, đồ ăn qua Mỹ rất là khó, tại nó là lương thực vô cơ thể người đó. Yeah. Rồi xong cũng cái duyên đó, mình rồi mình làm từ từ, giống như mình không hiểu cái gì thì luật sư nó chỉ dẫn mình. Yeah. Phần thủ tục này kia. Yeah. Yeah. Rồi anh Phương đi dài vừa đi vừa nói chuyện, giới thiệu cho em cái em thấy quá chừng đó, nó khóc con mắt luôn á. Nhưng mà chính anh Dũng đã ăn gạo rồi đúng không? Dạ, thì hôm trước á, tình cờ là em đi quay cái tiệc sinh nhật co cháu nội của chị Hương Lan đó, thì ngày hôm đó được một cái bao ăn sambo về rất là thích, tại vì bên đây thực ra là trước giờ em ăn những gạo Thái Lan không à. Dạ. Em nhà em thích ăn gạo dẻo, mà về bữa đó nấu lên trộn nó thơm không có thua gì hết, mà đặc biệt là cái dẻo này rất là khó kiếm ở những cái loại gạo dẻo khác mà em đã từng ăn qua. Cái gạo này á, nó còn đặc điểm đó là anh Dũng nấu cháo hoặc là cơm cháy hoặc là sushi. Ở đâu đúng rồi, sushi là giống như của Nhật nó có nếp ở trong anh ha. Mà cái sushi này á, nó không có dính tay mình. Tại vì Phương có nhiều người bạn làm sushi á, ăn rất là ngon. Yeah. Hôm nào anh Dũng thử sushi, nhưng mà cái cơm cháy đó ha, anh làm cái cơm cháy mà anh bỏ cái gì cha pông với lại lạp xưởng vô. Uh-huh. Ồ, ăn ngon lắm anh ơi. cháo nó sánh lắm, ăn cháo cực kỳ luôn, khi nào mình không khỏe đó mình nấu ăn rất là tốt.
Ở cái kho này mình chỉ bán sỉ không hay là có bán lẻ này không anh? Ở kho này Phương chỉ là bán sỉ thôi anh. Dạ. Bán lẻ thì chẳng hạn như liên hệ với lại mấy đại lý kia với lại nhất là cổ nhạc Phương Nam đó, Tuấn Châu đó thì liên lạc với anh. Dạ. Anh cũng sẽ cung cấp hàng. Em được biết rằng những cái thông tin nói rằng ở bên Mỹ này tới cả 6 cái công ty mà đăng ký về trademark á, thì riêng về công ty của anh thì như thế nào anh? Thì nói chung ra trademark thì không phải riêng về gạo, bất cứ công ty nào mà họ có sản phẩm họ cũng đều phải đăng ký trademark hết. Cái đó là cái mình đứng cách mình bảo vệ cái thương hiệu của công ty của mình thôi. Chứ thật sự ST25 này cũng không có phải là thương hiệu riêng của bất cứ một ai hết, tại vì nó là của Việt Nam. Mà năm 2019 này là cả thế giới được công nhận là cái gạo này là của Việt Nam được hạng nhất. Bây giờ ví dụ như đơn vị A đó, họ đăng ký, họ nói đó là gạo của họ. Họ lấy gì chứng minh đó là gạo của họ? Không phải, họ chỉ đăng ký cái logo của họ thôi. Cái bao bì của họ như thế nào, chứ không có phải là gạo này đâu phải là họ làm ra. Ok, trong khi đó là cả Việt Nam là có những cái vùng đồng bằng sông Cửu Long đó, như nãy đó là Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, thì họ trồng gạo này, hơn nữa họ nhân rộng, Bộ Nông nghiệp nhân rộng ra những cái vùng nước ngọt. Nói chung ra cũng khá nhiều mà nơi vùng để mà trồng gạo này, thì có nghĩa là đơn vị A đó họ có đăng ký thì họ cái gạo này là của tôi. Ủa, lấy cái gì gọi là của bạn? Không phải. Gạo này không phải là đâu phải bạn phát minh ra một cái mắt kiến này đâu. Nếu mà bạn phát minh một kiến này thì đó là sở hữu trí tuệ của bạn. Bạn được cái bản quyền đó và được cái patent đó. Còn cái này á, cái này không phải, cái này là gạo ST25 đặc sản của Việt Nam. Thì không có ai là riêng cá nhân hết á. Đó là mình chỉ nói như vậy thôi. Rồi bên thị trường Mỹ này á thì đây nó còn mới quá không, khi mà nói tới những cái chủ như Costco hay là những cái chợ Mỹ á thì nó có được vô chưa anh? Thứ nhất là anh hỏi rất là hay. Thứ nhất là mình chưa có vô mấy cái thị trường đó được. Lý do là cái gạo này á, hiện bây giờ mình qua cho người Việt Nam mình ở hải ngoại đó để dùng. Còn mà muốn đánh vô những cái thị trường đó thì số lượng nó rất là lớn. Nếu mà đánh vô thị trường đó thì mình nghĩ cái gạo ST25 này không đủ cung cấp đâu. Tại em đi vô Costco em cũng thấy đó, họ bán gạo đầy đủ hết trơn anh. Nhưng Sam thì cũng có. Không có ST25 anh. Dạ đúng rồi, cái gạo này chưa thấy. Bởi vì cái hệ thống ấy, Costco là nó trên 800 cái hệ thống tiệm Costco. Và bây giờ bình quân mình chỉ cần một tháng cho một container cho một cái chỗ Costco thôi. Thì anh nghĩ một tháng là tới 800 cái container, chưa tính là trong nước dùng rồi những cái nước quốc gia khác dùng, thì gạo ST25 sẽ không có đủ cung cấp. Như nãy nói là gạo ST25 này chỉ trồng ở vùng nước lợ, thành ra cái lượng nó cũng bị hạn chế anh hả? Đúng rồi anh, thì ở Việt Nam mình cái miền Tây á, thì đã Phương nói là Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau thì đó là vùng nước lợ. Còn An Giang, Đồng Tháp 10, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Vinh Nhân Dân thì nó là nước ngọt, thì không có trồng cái gạo được cái này cho nó chất lượng tốt. Thành nó cũng trồng được, cũng giống lúa đó, nhưng mà chất lượng ăn nó không bằng. Thành ra là nó phải lệ thuộc vào cái gọi là cái thổ nhưỡng ở vùng trồng lúa đó. Đúng. Với lại hơn nữa Phương biết một điều là cái đất của Việt Nam mình á, canh tác quanh năm. Cái không, cái đất nó không có được nghỉ ngơi đó, đại khái nghỉ ngơi. Chẳng hạn như bên Mỹ nông nghiệp họ chỉ canh tác có hai mùa cho một năm thôi. Còn Việt Nam mình quanh năm cho nên cái đất nó bị bạc màu. Còn một khi cái đất nó bạc màu thì cái cây của nó lên nó sẽ bị cằn cỗi. Thì lúc đó nó sẽ bị sâu bọ này kia, giống như sức khỏe của mình. Nếu mà cơ thể mình khỏe đó thì những con vi khuẩn khác nó đánh vô mình không nổi. Khi nào mà cái sức khỏe mình yếu đó, thì cái đề kháng mình nó chống không lại mấy vi khuẩn đó, mình sẽ ngã bệnh. Thì cái cây lúa nó cũng giống vậy. Cây lúa mà mình mà nó cái đất nó không có tốt cho nó đó, thì nó bị eo ọt rồi. Lúc đó phải xài thuốc trừ sâu, tại vì bị sâu. Thì anh biết gạo mà xài thuốc trừ sâu thì nó không có tốt cho cơ thể, cho sức khỏe của mình cho về lâu dài. Thì cho nên cái gạo ST25 này trồng cho nước lợ thì nó có điểm như vậy. Giống như là hiện giờ nó qua cái hệ thống là gọi là organic đó anh. Về cái thương hiệu của anh là bây giờ cái nào là cái chánh là thương hiệu của mình đâu anh? Cái thương hiệu nào đó anh? Mình là Kangaroo Food, để mình đặt cái bao này lên. Anh thấy cái đây là cái window new technology. Mình nhìn thấy cái bao, nhìn thấy cái hạt gạo bên trong. Còn phía sau lưng á, phía sau lưng á là mình có để là
cái bao bì mình có là Trend World Food Incorporation và cũng có cái trademark FDA number xin lỗi FDA number mà mình đăng ký á. Có cái bar có. Cái bao bì này là chất liệu PE và dán màng OPP. Như nãy nói cái chi tiết là cả 6 công ty mà họ đăng ký thì cái bao bì nó đều giống nhau, tại em thấy khi mà cái chữ này nó cũng giống nó cũng không những cái tùy theo họ, người chủ doanh nghiệp đó họ muốn đặt bao bì như thế nào tùy họ. Thì bao bì của mình thì không có giống họ. Họ thì họ cái bao bì của họ là theo Phương biết là chất liệu nó là PA chán màng, nó loại dệt chán màng OPP vậy thôi. Nhiều doanh nghiệp khác thì họ làm theo cái lối riêng của họ. Mình thì không giống họ. Vậy là 25 pound đó. Cái này 15 pound anh. 15 pound. Anh có một điều nữa là gạo này á, nó cũng thuộc về còn mới quá bên thị trường Mỹ này á. Và người ta đây đầu tiên là người ta đã quen ăn với gạo Thái Lan rồi, và đặc biệt về cái giá, khi mà đầu tiên em biết cái là này tương đương một đồng hao đó anh. Thì nó hơi cao hơn so với gạo Thái Lan, thì cái điều này như thế nào thưa anh? Nếu mà cao hơn Thái Lan thì không đúng anh. Không đúng à? Thí dụ như ở Forda gạo Thái Lan cũng bán từ 28 tới 30 đồng cho bao 25 phao. Thì ở Forda bán từ 28 đồng một bao gạo thì không có cao Thái Lan. Còn ở California này thì hiện giờ bán 25 đồng bao thì cũng bán tương đương với gạo Thái Lan thôi. Nhưng mà ở Texas thì bán 29 đồng một bao cho 25 pound thì cũng không có vượt qua gạo Thái Lan. Vì gạo Thái Lan vẫn mắc hơn 1 đồng hay 2 đồng. Vấn đề là cái thị trường này mình không có muốn bán bằng gạo Thái Lan, là để cho người tiêu dùng họ ăn để họ quen. Tại vì muốn thay đổi cái cách cái test cái vị của mỗi người tiêu dùng là rất là khó. Ví dụ như bạn bán giá cao quá hay là mắc quá, bây giờ bằng giá thì người ta ra chợ người ta quen mua cái bao gạo, chẳng hạn như ba cô gái đã quen rồi thì họ họ sẽ không có mặn. Đúng rồi, ví dụ như mình nha, gia đình em là ăn gạo con ngỗng, gạo con đĩa quen rồi đó. Sao gạo mới nhập vô Mỹ mà sao bán mắc cái gì? Thôi tôi ăn gạo kia quen rồi, thôi tôi không ăn gạo đâu. Thì cái đó là một cái thất thế của mình, cho nên mình tính cạnh tranh thì đương nhiên phải có. Nhưng mà đến người tiêu dùng lúc đầu thì cái giá thấp, nhưng mà đúng không? Thời bữa này cái logistics là vận chuyển á thành rất là cao, cho nên tất cả vật giá ở nước Mỹ không riêng về thực phẩm đều tăng hơn 30% đấy. Và cái điều đặc biệt hồi nãy như trong trước khi mà quay cái này anh nói là ở Việt Nam thậm chí là ăn gạo này còn mắc hơn bên Mỹ anh hả? Đúng rồi, ở Việt Nam ăn còn mắc hơn đó. Là vậy ta? Cái đó là thực tế, bởi vì anh search lên trên Google anh biết cái giá gạo bên Việt Nam là bao nhiêu, tệ lắm là cũng là từ theo mình biết là trên 30.000 cho tới 60.000 đồng một ký. Và một ký nó thành 2 bao 2 rồi. Cho nên tính ra tiền đô này kia, ăn gạo bên Việt Nam vẫn mắc hơn là, mà trong khi đó mình phải shipping vận chuyển từ Việt Nam qua đây, thủ tục tất cả các cái thuế nữa, rồi vô kho bãi này kia, tiền overhead nhân viên các cái này kia. Mình bán giá này so ra vẫn là rẻ. Thật ra nếu như vậy thì ở Việt Nam mà ăn gạo này chắc dân gọi là dân đại gia quá anh hả? Chứ không có công chúng rộng rãi được quá. Phương nghĩ như vậy đó. Tại vì nè, nói chung bây giờ ở trong nước mình cũng thích gạo này lắm, tại vì gạo này cái ăn tốt cho sức khỏe, cái đường nó không có đường nữa, ăn không có bị có chất phát rồi là béo phì, cho nên ăn gạo này rất là tốt. Em nghĩ rằng trong thời gian tới mà khi mà khách hàng mà đã ăn thử rồi đó, thì cái vấn đề mà lệch nhau vài đồng không thành vấn đề đâu, cái vấn đề là chất lượng. Ăn đã quen, đã thử rồi, ngon rồi thì người ta sẽ sử dụng, người ta là hỗ trợ tự nhiên hương cái là khi là đã ngon rồi tự động ta tìm tới cái khó không cần để mà nói nhiều. thì cái phương châm của Phương á là đại diện cho công ty Trend World Food á, thì cái phương châm của mình á là chất lượng là đi hàng đầu. Thì mình cứ đến với khách hàng tất cả các nơi ở nước Mỹ này, mình sẽ nhập, mình cố gắng mình nhập qua là nó là chất lượng, chỉ có chất lượng như vậy á mình mới làm long term được anh. Ở trong cộng đồng miền Nam Cali này thì có những cái chợ mà đại lý chính thức của anh không anh? Phương không có bỏ vô chợ anh. Và ở Orange County Phương không bỏ chợ, nhưng mà những cái vùng khác thì Phương bỏ vô chợ, tại vì Orange County này anh biết cái mùa Covid này mà, thì cũng có nhiều người gọi là không có việc làm đó. Thì mình để cho họ
bán để mà họ kiếm tiền thêm để chị hôm trước mấy cái gọi là cái trong cộng đồng có mấy cái hội có liên lạc với em, có hỏi cần gạo này không thì người ta có đi kia. Thì Vương nói chung là mình cũng là một công hai chuyện để cho họ có cái đời sống họ tốt hơn, tại mùa dịch này cũng rất là khó tìm việc làm đó anh. Và tới bây giờ thì cái giá ví dụ như một cái bao này đi, anh nói là 15 hao là như vậy, có nghĩa là tương đương với 15 đồng á, như thế nào? Dạ, thì họ bán 15 đồng, 15 pao, còn bao 25 pao thì họ bán 25 đồng, giống như là một pao cho một đồng, cái đó là dùng ở Orange County. Thì bây giờ San Jose là một bao 25 pao là họ bán 26 đồng. Anh khi mình để trong cái kho đó anh, nó có đòi hỏi mình nhiệt độ như thế nào để mà giữ được chất lượng nó ổn định không anh? Thì nói chung ra gạo này mình không nên để thứ nhất là nóng quá, thứ nhì là ẩm. Tại vì trong gạo á, lúc nào nó cũng có cái những cái trứng của cái con mà gọi là mọt đó. Nếu mà mình đủ cái nhiệt độ đó thì nó không ảnh hưởng, còn mình không có đủ nhiệt độ đó, thì một ngày đó nó sẽ phát sinh ra, thì lúc đó nè mệt nó sẽ. Chứ nữa là mấy cái này gạo mới không vậy anh hả? Gạo này là mình nhập qua, nó gọi là gạo đông xuân đó anh. Một năm chỉ có hai mùa vụ thôi, là gọi là hè thu và đông xuân. Thì cái gạo mỗi một mùa vụ khoảng chừng 95 ngày cho tới 110 ngày để mà thu hoạch. Thì cái gạo này đông xuân là họ thu hoạch vào tháng 1 năm 2021. Khi đến nước Mỹ thì là tháng 3. Thì lúc mà thu hoạch thì anh biết mà cũng phải vô nhà máy đánh bóng, lọc vỏ này kia, tất cả cái vô bao bì rồi xong rồi xuống cảng rồi ship qua đây nọ, mà từ Việt Nam đi tới Long Beach cũng mất hết là 3 tuần tới 4 tuần. Cho nên lọt vào tháng 3 là tới Mỹ là đúng. Cái đó là gạo đông xuân, là gạo mới. Nhiều khi mà anh Dũng mà thấy, ủa sao gần Tết mà thấy gạo mới. Thực sự cái đó là sai. Phương nói thiệt, ai chửi Phương chịu. Nếu mà chiếc xe đó thì đời 2021 mà cuối năm 2020 á, thì 20. Người ta bán xe đời mới thì đúng. Tại cái đó là manufacturer họ muốn ở cái năm đó sản xuất chiếc xe đó ra đời để bán trước cái năm. Còn gạo này á, hỏi anh Dũng bây giờ tháng 10 nó còn nằm ở dưới đất á. Chưa chín cây nữa mà ở đâu mà ở bên Mỹ nó có gọi là gạo mới được. Gạo mới của năm 2021 đó là mắc cười lắm. Cái đó là nó thật sự, đó là gạt người tiêu dùng đó. Cái thật sự, tại vì tới tháng 1, ví dụ như tới tháng 1 năm 2021 người ta mới thu hoạch. Thì cái đó mới gọi là gạo mới của năm 2021. Bây giờ mới có tháng 10 năm 20 rồi, hoặc tháng 11 năm 20 có gạo mới trước, có gạo mới luôn. Gạo mới đấy, nó còn nằm dưới đất là giờ anh hiểu hiểu rồi đó. Thiệt, giống như em đi ra chợ đi, thường phải can vô mùa Tết là mua mấy cái bao một lượt á, nhưng mà vừa rồi là không thành công, là ăn gạo nó vẫn là bị cái dạng mà gạo cũ, mặc dù cái tên đó là để New Crop, là cái gạo mới đầu mùa. New Crop là gạo mới, vụ mới, nhưng mà cái đó là gạt người tiêu dùng hết. Dạ vâng. Nó thiệt danh Dũng á, ở bên California là từ Việt Nam qua là rẻ nhất, 3 tuần là tới bên Long Beach thì dùng gì. Thì anh thấy thủ tục tất cả cái là nó lọt tầm vô từng tháng cho tới 2 tháng. Và bây giờ Tết nó lọt vô tháng nào? Cho nên Tết nó thường nó lọt vô là tháng 1 tháng 2. Thì làm sao mà gạo mới được? Không thể nào có gạo mới được chân á, cái đó Phương chắc chắn 100% không có. Bao bì mới thôi. Bao bì mới đúng. Họ muốn vẽ sao vẽ, nhưng mà chất lượng bên trong là không phải là gạo mới. Khi nào mà lọt vô được thị trường Cali là sớm nhất là phải tầm giữa tháng 3, cuối tháng 3 thì cái đó có thể là gọi là gạo mới thì chính xác. Chứ còn mà tháng 10, tháng 11, tháng 12 mà ra chợ thấy địa New Crop là rất là cảm ơn anh chia sẻ cái thông tin này. Bảo đảm quý vị sẽ có cái cơ sở để mà thông qua lời của anh Phương giải thích đó, quý vị hiểu nhiều hơn rồi đó. Em biết anh nói đi mua gạo và giống đi mua xe đó, tại trên Sven đó anh, giống như mua xe mình nói là cuối năm 2020 đi, thì ra 21 là chưa tới mà nó có xe mới rồi, thì cũng gạo cũng vậy á. Gạo trong khi đó cuối năm 2020 chưa tới năm 2021 mà lại có gạo 2021, cái đó là quá dốc rồi. Đó là quá gạt người ta rồi. Cái đó không, mình phải cẩn thận cái đó. Tại vì gạo thu hoạch lúc nào thì tính lúc đó. Ví dụ như cuối tháng 1 thu hoạch, cuối tháng 1 năm 2021 thu hoạch thì nó mới gọi là vụ mùa mới của năm 2021. Con này con đang nằm trong năm 20 mà làm gì có 21, cái đó không make sense đúng không? Dạ vâng, lần nữa cảm ơn anh Phương rất nhiều, chia sẻ những thông tin thật là quý giá về gạo ST25.
Và qua cái chương trình này á, nếu mà quý vị chưa từng thử, hãy quý vị hãy thử một lần ha. Rồi hoặc là những cái đại lý phương xa đó anh, thì muốn làm đại lý cho anh thì phải liên lạc như thế nào thưa anh? À, cứ liên lạc bên anh Tuấn Châu của Nhạc Phương Nam đó. Dạ. Thì anh Tuấn Châu sẽ cho biết thêm thông tin. À, từ đây là Cổ Nhạc Phương Nam sẽ là một cái cánh tay nối dài. Dạ. À, để anh Tuấn Châu đâu rồi ta? À, anh Tuấn Châu nè. Chào anh Tuấn Châu. Dạ. Một thông tin rất là lạ là từ nay là Cổ Nhạc Phương Nam, mà hình như cái logo của Cổ Nhạc Phương Nam cũng có hình cái lúa ở trong nữa đó. À, thật sự thì đối với Phương á, Phương với Tuấn Châu là như mà anh em trong nhà từ hồi cỡ trên 10 năm. Thì đã qua bên Florida gặp Phương. Thì khi mà Phương nói về cái gạo này á, thì Tuấn Châu nói thôi bây giờ sẵn Cổ Nhạc Phương Nam cũng có một số khách rất là thương yêu quý của Cổ Nhạc Phương Nam. Phương tạo coi như là cái support về cho Phương Nam đứng ra làm đại lý. Nếu mà quý khán giả có thể ủng hộ gạo, có thể gọi liên lạc thẳng cho Tuấn Châu 714-890-2794 714-890-2794. Thì Tuấn Châu sẽ để cái giá rất là phải chăng cho quý vị khán giả để ủng hộ. Cái sẵn đó thì Cổ Nhạc Phương Nam, Phương cũng trích ra một cái phần trăm cho Cổ Nhạc Phương Nam. Thì đây cũng là cái dịp mà Cổ Nhạc Phương Nam có cái nguồn kinh phí nhẹ để lo cho những nghệ sĩ nghèo. Tí dụng rất là nhiều. Cái này điều này cũng đặc biệt nha, là sự có phối hợp rất là tuyệt vời, bởi vì người ta nói là đi xa quê hương á, đi ra nước ngoài đó, mình mang cả cái quê hương qua cái tiếng hát lời ca, và đặc biệt là gạo là không thể nào thiếu nữa. Cái này cái sự kết hợp là tuyệt vời làm sao luôn á. Nói chung ra thì cũng gửi lời đến đến người Việt hải ngoại, mình hãy nên ủng hộ người nông dân của Việt Nam mình. Lần đầu tiên gạo Việt Nam được hạng nhất thế giới năm 2019, đó là cũng là niềm hãnh diện, tại vì mình là người Việt Nam đúng không Tuấn Châu? Ai cũng có cái hãnh diện riêng hết, tại vì mình là người con của đất nước Việt Nam mà. Thay vì mình cứ ăn gạo Thái Lan thì mình mãi mãi vẫn là giúp cho người nông dân của Thái Lan. Mà vấn đề cho anh hơn nữa là cái về chất lượng á anh. Thì bây giờ em đã thử qua cái gạo này rồi và em thấy không thua gì hơn, thậm chí hơn. Bây giờ thành ra là quý vị mà nếu mà chưa có cơ hội thử thì nếu có cơ hội phải thử một lần đi, thì nó sẽ rõ ràng hơn qua cái lời nói. Và em tin rằng điều đó sẽ xảy ra tốt trong tương lai. Rất là ngon quý vị ơi. Rồi lời cuối anh Châu có gì tiếp tục không anh Châu? Lần cuối thì lời cuối thì Tuấn Châu rất là cảm ơn Tí Dũng làm cái clip này cùng với lại Phương, là một người em cũng là người kết nối với lại Cổ Nhạc Phương Nam. Tuấn Châu mong cho quý vị khán giả có thể ủng hộ, gọi trực tiếp cho Tuấn Châu bên Cổ Nhạc Phương Nam 714-890-2794, vì Tuấn Châu Cổ Nhạc Phương Nam là người đại lý cho Phương về gạo Sóc Trăng. Rồi, ST 25. Rồi, rất cảm ơn Châu, cảm ơn Phương đã dành thời gian chia sẻ những thông tin thật là hữu ích này với khán giả nha. Và xin chúc anh trong tương lai cái business này sẽ thành công hơn nữa. Dạ vâng. Dạ. Nhất là ông chủ gạo mà ủng hộ cho Cổ Nhạc Phương Nam, gia đình em với bên Tuấn Châu là bên Cổ Nhạc mà. Thích lắm. Dạ, rất cảm ơn anh. Dạ vâng. Dạ. Dạ em chào nha. Dạ. Dạ vâng, rồi là những hình ảnh mà Tiến Dũng gửi đến quý vị trong ngày hôm nay về kho gạo Sóc Trăng ST25. Và đến đây thì Tiến Dũng xin tạm dừng và kính chúc quý vị một ngày thật an vui. Đến đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những lần tới nha.